Xin chào các bạn nha Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xài cái đồng hồ vạn năng này dành cho những bạn mới nha Thì đồng hồ này là cái dòng đồng hồ rẻ nhất ở ngoài thị trường rồi Thì cái cách xài của nó thì ở trên đây là nó sẽ đầu tiên là cái nút off này Thì mình sẽ bật vào đây Những lúc mà không xài thì để cho nó đỡ hết pin nha Ở phía sau này thì mình có một cái chỗ lắp pin này Mình mở đây ra thì nó sẽ có một cục pin tiểu ở trong này này Nếu như mà mình lúc mình không xài mình quay bỏ như này thì nó sẽ bị hết pin nha Đó còn ở bên này á, là chỗ DC này là mình sẽ đo điện DC này là điện của pin bình ắc quy đầu ấy còn ở bên đây là điện AC thì để mình đo dòng điện xoay chiều điện 220V mà mình thường dài đó, đó còn ở đây thì để đo điện trở và đo thông mạch này còn ở ở bên này là để đo cường độ dòng điện này đó nhưng mà cái chỗ cường độ dòng điện này thì sử dụng cái đồng hồ này nó rất là khó đo nên là hầu như là không xài nha à, khi mà các bạn đo cái cường độ dòng điện thì các bạn sẽ mua cái đồng hồ có cái kẹp nha để các bạn kẹp vô cho nó dễ Còn chỗ này thì nó sẽ là đo điện pin 1,5V và 9V này. Cái này cũng rất là ít xài Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo điện xoay chiều đi ha Điện này là mình sẽ thường xài nhất này Thì cái lúc mà mình đo mà mình chưa biết được dòng điện nó là bao nhiêu V đó, Thì mình sẽ quay về đây là cái thang 1000 Thang ngàn thì các bạn sẽ, đo, sẽ ghim vô Đây, ví dụ như là mình sẽ ghi vào dòng điện lưới này Khi mà ghi vào điện lưới thì nó sẽ không cần phải quy định âm dương gì cả nha Cứ chọc vào là ok đó, hiện tại khi mà mình chọc vào thì nó sẽ lên số 2. Thì các bạn sẽ đọc như thế này ha, ví dụ như các bạn quay về thang 1000. Thì các bạn sẽ chia từ bên này qua bên này là 10. Đó thì ở đây nó có thang này, 2 4 6 8 10 này. Đó thì các bạn đọc ở đây là nó sẽ là 200 hơn một tí thì gọi là 22 ha. Bây giờ mình muốn đo nó chính xác hơn một tí xíu thì mình sẽ chỉnh cái đồng hồ này về nó 220 250. Đó. 250. Thì đây. Lúc đó là mình sẽ chia đều cái cái thang này về nha. năm 250 là nó sẽ tới đây này. Đó. Số 250 này. 200 này. Chỗ này là 225 này. Như vậy là điện nhà mình đang xài đây là tới là hơn 226 V nha, chứ không phải là 220 đâu nha. Đó, điện khá là mạnh. Đó, thì mình mình không không có quay về mức 50 nha, tại vì khi mà quay về mức 50 thì nó sẽ có khả năng là bị hỏng đồng hồ tức là khi mà chưa biết thì mình sẽ quay về là nấc 1000 cho chắc đó còn là khi mà mình đã biết là nó sơ bộ vậy rồi thì mình sẽ quay về để mình đo chính xác luôn xem từ nó là bao nhiêu volt rồi bây giờ tới dòng điện DC nha cái dòng khi mà các bạn đo dòng DC thì các bạn lại phải quay qua hướng DC đó à, lúc mà mình chưa biết nó là bao nhiêu volt thì mình cứ quay về 1000 trước để mình không bị hỏng cái đồng hồ và đặc biệt dòng DC thì các bạn phải phân biệt âm dương cho mình nha À, nếu không phân biệt thì đồng hồ nó sẽ quay ngược chứ nó cũng không có hỏng đó thì đây ở đây mình có một cái cục pin của của máy khoan pin này trên này đây là 118v vậy mình sẽ đo thử xem nó có đúng là 118v hay không nha đó bây giờ ở trên này nó không có ký hiệu là âm dương gì hết thì mình sẽ chọc thử vào vào chỗ nhau dễ 1000V lớn quá Bây giờ mình sẽ chuyển về mốc 250V cho nó chạy nha Cũng hơi yếu, mình sẽ chuyển về 50V này Đó là các bạn thấy cái đồng hồ nó xoay ngược không? Này. Đó, xoay ngược là mình đang bị lộn lộn vôn nha, lộn âm dương nha Đó, mình sẽ xoay cho đúng này đó, như vậy là mình sẽ đưa đến các bạn đọc luôn Đây Mình đang để mốc là 50V 50V thì mình sẽ đọc ở cái số nào có số 50 50 thì ở đây không có Thì mình sẽ tạm thời là mình sẽ quy về số 2 là số 1 ha 1, 2, 3, 4, 5 ha Đó, như vậy là 1, 2 Như vậy là chỉ có 20 hai mươi mấy v thôi đó khoảng 21 v thôi mà ở ngoài vỏ người ta đề là 118 v là sai nha đó thì sau sau khi mà mình đo như vậy á, là mình sẽ biết được bên nào là âm bên nào là dương luôn đó cái bên màu đỏ là 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 dương bên màu đen là âm thì mình muốn xác định bên nào âm dương thì xác định được luôn còn về điện xoay chiều 220 v thì các bạn sẽ phải sử dụng cái bút thử điện để các bạn kiểm tra âm dương nha đó rồi bây giờ tới cái chỗ thông mạch này ở, ở, cái chỗ thông mạch này á đó thì à, ngoài cái chức năng mà đo thông mạch thì nó còn dùng để đo điện trở thì các bạn ví dụ ở đây nó tính theo ôm này đó thì à, một ôm nhân 10 nhân 100 nhân 1 ngàn đó thì ví dụ các bạn à, quay về là một ôm đi ha một ôm sau đó các bạn sẽ chập hai cái que này lại với nhau đây chập lại với nhau Đó. Ví dụ như là nó chưa chưa tới cái số cuối cùng thì các bạn sẽ xoay cái này. Đó, các bạn sẽ xoay cái này để các bạn chỉnh là làm làm sao cho nó về được cái số 0. Nhưng mà đo bằng đồng hồ này thì nó cũng không không được chuẩn lắm đâu, tại vì đồng hồ này đồng hồ rẻ tiền mà các bạn đưa đi đo những cái 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 ôm đồ là nó không có được đúng. Đó, các bạn sẽ nếu như mà cái đồng hồ mà nó chuẩn thì các bạn sẽ xoay về số 0 và các bạn đưa đi các bạn đo những cái điện trở ha. Còn đồng hồ này chủ yếu là để đo thông mạch thôi. Đó, đo thông mạch thì các bạn có thể chọn tất cả các mức trong này, thường thì mình chọn ở trên này, đó để để cho nó nhảy thôi. Đây ha, khi mà đo thông mạch thì các bạn sẽ để kiểm tra một sợi dây điện xem nó có đứt hay không. Đó, tức là chập vào thì thì nó nhảy. Thì à, ví dụ như là ở đây mình có cái cái, cái cái thanh này. Đó, nếu như mà nó nó liền với nhau như vậy á thì mình chập vô là, là nó nhảy lên liền. Đó, nhưng mà nếu mà nó bị đứt. Đứt thì các bạn chập vô là nó nó không không có nhảy nữa. Đó thì để, để kiểm tra những cái sợi dây điện xem là có bị uh, chuột cắn hay là bị uh, đứt ngầm ở trong đấy hay không là dù sử dụng cái này nha. Hoặc là các bạn muốn kiểm tra một cái linh kiện uh, điện tử hoặc là một cái món đồ nào ở trong nhà mình xài xem tưởng là nó còn thông mạch hay không. Nó còn uh, xài được hay không. Thì các bạn sẽ chập vào đây. Ví dụ như mình kiểm tra cái cục sạc này có còn xài được nữa hay không nha. Đó. Thấy kim, kim nó nhảy lên là vẫn đang còn xài được nha. Đó. Hoặc là mình kiểm tra cái van điện tử này xem là nó còn xài được nữa hay không? đó, cứ kim nhảy ra là còn xài được nha, là nó còn thông mạch đó, các bạn có thể kiểm tra bóng đèn hay là nồi niêu, nồi cơm điện các kiểu đồ đều kiểm tra được hết, đó. thì cái đồng hồ này thì nó cũng chỉ có những cái đó là chính thôi, là đo điện xoay chiều, đo điện dc rồi đo thông mạch là nhiệm vụ chính của cái đồng hồ này còn đo điện trở với lại đo cường độ dòng điện thì hầu như đồng hồ này nó đo không không có đúng thì lúc mà các bạn mới xài thì các bạn mua đồng hồ này còn khi mà các bạn chuyên nghiệp thì các bạn phải mua đồng hồ điện tử đó. và cái này nó cũng rẻ tiền đó những bạn mới mà mua về mà xài mà không may đo lộn thì nó cháy thì cũng đỡ đó thì các bạn còn thắc mắc gì nữa thì comment mình trả lời nhé còn xem mà thấy hữu ích thì tặng cho mình một đăng ký kênh nha rồi xin chào các bạn nha.